phân tích và bình luận. Vợ Mạnh Hoành Vĩ lộ diện và sự kiện Bánh Xoái đã chỉ ra dấu hiệu phe chống tập. Kính thưa quý vị, sự kiện vận động viên quần vợt Trung Quốc Bánh Xoái đã trở thành một vấn đề được quốc tế quan tâm. Ngày 2 tháng 11, cô đã đăng Weibo gây sốc về mối quan hệ không chính đáng của cô với cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ rồi mất tích. Sau đó, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN đã hai lần lên tiếng về sự việc của Bánh Xoái. Điều này không phù hợp với hoạt động bình thường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi khi quốc tế chỉ trích thì Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ ngoài tai, còn lần này lại có ý hâm nóng vụ bê bối trên. Trước đó, vào ngày 18 tháng 11, vợ của cựu chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol Mạnh Hoành Vĩ là bà Cao Ca đã có cuộc phỏng vấn với tờ AP ở Lyon, Pháp. Trong đó, bà nói về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự việc bắt giữ và tuyên án đối với chồng bà đã mang đến thống khổ gì cho gia đình của mình? Điều này có đôi chút kỳ lạ ở thời điểm phỏng vấn. Bởi vì khi chồng bà Mạnh Hoành Vĩ mất tích vào năm 2018, sau đó bị kết án vào ngày 21 tháng 1, 2020, ở Tòa án Nhân dân số 1 Thiên Tân, bà Cao Ca lại không lộ diện. Mãi đến một tuần sau khi phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 bế mạc, vào ngày 11 tháng 11, 2021, bà mới xuất hiện. Vậy thì lý giải những điều trên như thế nào? Ai có thể đứng đằng sau vụ việc lộ diện của vợ Mạnh Hoành Vĩ? CGTN đăng tin tức về Bánh Xoái là muốn cho ai xem? Dưới nhãn quang là một người am hiểu sâu sắc chính trường Trung Quốc, giáo sư Trương Thiên Lượng trong Chính luận Thiên Hạ đăng ngày 20 tháng 11 đã phân tích những thông tin trên và đưa ra kiến giải của riêng mình như sau. Ai có thể đứng sau vụ việc vợ Mạnh Hoành Vĩ lộ diện? Ngày 21 tháng 1, 2020, tại Tòa án Nhân dân số 1 ở Thiên Tân, Mạnh Hoành Vĩ bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù và 2 triệu nhân dân tệ, khoảng 7 tỷ đồng. Với tội danh nhận hối lộ, Mạnh Hoành Vĩ nói trước tòa rằng sẽ phục tùng phán quyết và không kháng cáo. Khoảng 6 tháng sau, tức tháng 7, 2020, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã xuất bản một cuốn sách có tên Biên bản cảnh cáo về việc điều tra và trừng phạt các đảng viên và cán bộ vi phạm kỷ luật và pháp luật kể từ sau Đại hội 19 năm 2017. Trong đó kể rằng, từ năm 2004, Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Hoành Vĩ đã lấy của công dùng cho việc riêng, lấy tài nguyên quốc gia đổi thành xe cộ, túi hàng hiệu. Phụ trách Bộ đội Công an Biên phòng đã lâu, từ khi giữ chức Thứ trưởng Cảnh sát biển cấp quốc gia, ông đã điều động Công an Biên phòng, Cảnh sát biển đến tận nhà làm bảo mẫu dọn dẹp, làm việc nhà, trông nhà, tiêu tiền công khai. Khi vợ đi chơi, cử chiến sĩ cảnh sát biển đến để làm vệ sĩ. Những sự việc này không có cách nào xác định tính thật giả. Nhưng giáo sư Trương cho rằng, nếu là người Trung Quốc, họ hầu như tin những điều Mạnh Hoành Vĩ đã làm. Bởi vì bây giờ có người nói cán bộ đảng viên nào đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc liêm khiết, phục vụ nhân dân, người ta sẽ không tin. Còn như nói đảng viên tham ô hủ bại thì người ta đều tin. Điều này không xuất phát từ Mạnh Hoành Vĩ mà là từ kinh nghiệm thường ngày và nhận thức thông thường nên biết được các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ai ai cũng như thế. Do đó giáo sư Trương đánh giá việc bà Cao Ca xuất hiện trong cuộc phỏng vấn vào ngày 18 tháng 11 lần này không thể khơi dậy sự đồng cảm của công chúng dành cho bà ấy. Bà ấy nói về việc mất tích, bị bắt và bị kết án của Mạnh Hoành Vĩ đã mang đến cho gia đình bà rất nhiều thống khổ, nhưng những người thể hiện sự đồng tình cho bà ấy rất ít. Bởi vì bản thân Cao Ca nói rằng thể chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác, vậy thì nếu được thăng chức lên cán bộ cấp tỉnh hoặc cấp bộ, ít nhất phẩm chất cá nhân cũng gần như với thể chế tà ác. Cho nên Cao Ca một mặt công kích thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác, sau đó lại là người hưởng thụ lợi ích trong thể chế này với cuộc sống xa xỉ hủ hóa. Rồi đột nhiên lại nói gia đình mình gặp xui xẻo thống khổ. Nhưng liệu bà ấy có biết rằng chồng mình đã gây bao nhiêu thống khổ cho gia đình người khác hay không?
Người làm quan trong thể chế này đến khi bị bắt, họ mới biết rằng trong một thể chế vô pháp vô thiên, thì thể chế có thể vô pháp vô thiên bức hại bất kỳ ai và họ không có bất cứ cơ hội nào để tự bảo vệ mình. Do đó Cao Ca xuất hiện bây giờ. Thứ nhất, bà ấy không thể giúp chồng được thả. Thứ hai, bà ấy cũng không có được sự đồng tình của công chúng. Đến lúc này, vấn đề đã xuất hiện. Cao Ca không thể thay đổi được tình hình. Vậy thì tại sao bà ấy lại lộ diện vào lúc này? Dưới Nhẫn Quang là một người am hiểu sâu sắc về chính trường Trung Quốc. Giáo sư Trương nhìn nhận, đây là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Cao Ca không lộ diện khi chồng mất tích ngày 25 tháng 9, 2018, cũng không lộ diện khi chồng bị kết án vào 21 tháng 1, 2020, mà là chọn thời điểm này để xuất hiện. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi tại sao bây giờ bà mới bắt đầu kể chuyện về gia đình mình. Cao Ca trả lời rằng, bây giờ là thời gian phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 mới kết thúc. Chúng ta biết rằng, phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 được ngoại giới đánh giá là buổi lễ đăng quang của Tập Cận Bình. Bà Mạnh Hoành Vĩ lại thuộc phe phản tập, cũng tức là tàn dư độc hại của Chu Vĩnh Khang, có dính líu đến đảo chính. Do đó vợ của Mạnh Hoành Vĩ xuất hiện lúc này, rất có thể là kế hoạch của phe phản tập. Nói không chừng, người lên kế hoạch cho việc này là Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí, giáo sư Trường nhận định. Triệu Khắc Chí bị miễn chức và câu chuyện biểu đạt thái độ vụ Tôn Lực Quân năm 2020. Ngày 18 tháng 11, vợ Mạnh Hoành Vĩ có cuộc phỏng vấn với tờ AP. Thì đến ngày 19 tháng 11, Triệu Khắc Chí bị miễn chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an để Vương Tiểu Hồng lên thay. Giáo sư Trương nhìn nhận, tuy Triệu Khắc Chí vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng việc ông ấy bị miễn chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an ước chừng sẽ có đại sự phát sinh tiếp theo. Giáo sư Trương giải thích, trong thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Đảng ủy phụ trách thể chế. Trong bất kỳ cơ cấu nào thì Bí thư Đảng ủy vẫn ở vị trí cao nhất, ở cấp Trung ương. Việc Bộ trưởng kiêm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy là việc rất thường thấy. Điều này cũng không khó giải thích, bởi vì nếu Bí thư Đảng ủy giữ chức Phó Bộ trưởng thì rất kỳ quái. Lúc này sẽ xảy ra vấn đề. Trong công việc hành chính, Bí thư Đảng ủy, Phó Bộ trưởng sẽ thấp hơn Bộ trưởng một cấp. Nhưng trong Đảng, Bộ trưởng phải nghe lời Bí thư Đảng ủy, tức Phó Bộ trưởng. Do đó, đây là việc kỳ quái. Mà hiện tại Bộ Công an Trung Quốc lại xuất hiện tình huống kỳ lạ đó. Bí thư Đảng ủy là Vương Tiểu Hồng, còn Bộ trưởng Bộ Công an là Triệu Khắc Chí. Như vậy về công việc hành chính, Triệu Khắc Chí thượng cấp của Vương Tiểu Hồng. Nhưng trong Đảng thì Triệu Khắc Chí ít nhất là ủy viên Đảng ủy, lại là hạ cấp của Vương Tiểu Hồng. Tình huống chồng chéo này là một sự bất thường. Giáo sư Trương kể thêm, sau khi Tôn Lực Quân bị bắt năm 2020, thì ngay trong đêm đó, Triệu Khắc Chí lập tức mở cuộc họp trong Bộ Công an để biểu đạt thái độ rằng phải kiên quyết chống lại những hành vi như Tôn Lực Quân. Giáo sư Trương nhìn nhận, điều này nói lên rằng Triệu Khắc Chí muốn cắt đứt quan hệ với Tôn Lực Quân, không có liên quan chút gì với băng nhóm đảo chính. Điều này cũng có nghĩa Triệu Khắc Chí có tật giật mình. Giáo sư Trương cho rằng, việc Triệu Khắc Chí biểu đạt thái độ gấp như vậy sau sự việc Tôn Lực Quân, đây giống như năm xưa, trước khi lệnh kế hoạch ngã ngựa thì có biểu đạt lòng trung thành với Tập Cận Bình và Hồ Cẩm Đào hay Quách Bá Hùng. Từ Tài Hậu, trước khi bị bắt, cũng thể hiện lòng trung thành với Tập Cận Bình. Từ sự việc Triệu Khắc Chí bị miễn chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an, kết nối với những sự kiện trong quá khứ, giáo sư Trương nhìn nhận, trong thời gian tới, sẽ sớm thấy Triệu Khắc Chí bị miễn chức hoặc nghỉ hưu. Sự kiện Bành Soái, CGTN đưa tin không đúng thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 2 tháng 11, nhà vô địch quần vợt thế giới năm 2013, Bành Soái đăng Weibo gây sốc về mối quan hệ không chính đáng của cô với cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ rồi mất tích. Cộng đồng quốc tế bắt đầu chú ý đến việc này, và đây trở thành sự kiện quốc tế. Ngày 15 tháng 11 trên Twitter, Hiệp hội quần vợt nữ quốc tế WTA đưa ra tuyên bố của Chủ tịch WTA Stephen Simon rằng phải điều tra một cách đầy đủ, công bằng về sự việc của Bành Soái. Đến ngày 17 tháng 11, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN đã đăng trên Twitter nói rằng
Bành Soái đã gửi thư đến Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Nữ Quốc tế nói rằng cô vẫn ổn. Việc Bành Soái ổn đến đâu thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết. Nếu Bành Soái an toàn thì cô đã liên lạc trực tiếp với Hiệp hội Quần vợt Nữ Quốc tế, chứ không cần thông qua bên thứ ba là CGTN. Hơn nữa, trong bức thư mà CGTN gửi hộ Bành Soái lại không có chữ ký và ngày tháng. Do đó, khả năng cao là Bành Soái có thể gặp nguy hiểm. Giáo sư Trường đánh giá thêm rằng, ở đây lại có một vấn đề kỳ lạ. Chính là bức thư của Bành Soái được CGTN gửi không phù hợp với thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là khi ai đó trong cộng đồng quốc tế chỉ trích, họ sẽ bỏ qua, không quan tâm. Khi một sự kiện trở thành một sự kiện tin tức được nhiều người quan tâm, nhưng tin tức là vô tận, nên sự kiện tin tức này sẽ sớm bị trôi, pha loãng bởi các sự kiện tin tức khác. Nếu muốn thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, họ cần phải liên tục tạo ra sự kiện tin tức, và Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rất rõ điều này. Nhưng CGTN đã báo cáo và hồi đáp về sự kiện Bành Soái, khiến nó nổi bật hơn nữa. Đây là một điều rất kỳ lạ. Theo lẽ thường, khi CGTN lên tiếng cho Bành Soái, không kém gì lời kêu gọi của quốc tế dành cho Trương Triển hay luật sư nhân quyền Cao Chí Thịnh. Trương Triển gần như sắp chết, ngay cả gia đình cũng lo lắng việc tính mạng của cô gặp nguy hiểm. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không để Trương Triển lộ diện, cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Sự việc về luật sư Cao Chí Thịnh cũng vậy. Tòa Bạch Ốc và Liên Hợp Quốc từng hỏi tâm tích của ông, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không hồi đáp. Do đó thấy rằng đằng sau việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi đáp chắc chắn có vấn đề. Giáo sư Trường cho rằng, tweet của CGTN có thể được cố tình thiết kế để Tập Cận Bình thấy bối rối. Phản hồi của CGTN không phải chỉ một lần là đăng một email của Bành Soái nói rằng cô ấy vẫn ổn. Ngày 19 tháng 11, trưởng ban biên tập của CGTN là Thần Thi Vĩ đã đăng trên tweet 3 bức ảnh của Bành Soái. Trong ảnh, Bành Soái mặc quần đùi, áo tay ngắn, ôm mèo và cầm búp bê Kung Fu Panda, cười toe toét, cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng nhiều người thắc mắc, hiện nay ở Bắc Kinh rất lạnh. Tháng 11 là mùa đông, nhưng Bành Soái lại ăn mặc mát mẻ như vậy. Thế thì những bức ảnh này được chụp khi nào? Còn một đặc điểm đặc biệt nữa, có một bức ảnh đằng sau có hình Bành Soái chụp với gấu Pu. Khi mọi người nhìn bức ảnh có gấu Pu, dễ dàng liên tưởng đến Tập Cận Bình. Cho nên bản thân bức ảnh này có ám thị trong đó. Cho nên bức ảnh này có thể được thiết kế một cách cẩn thận, sau đó tung ra để mọi người liên tưởng đến Tập Cận Bình, cũng chính là làm cho Tập Cận Bình thấy bối rối. Giáo sư Trương nhìn nhận rằng, dù là cao ca lộ diện hay sự kiện Bành Soái cũng vậy, phía sau có thể là hoạt động của thế lực phản Tập. Bởi vì nếu đặt hai sự kiện này với việc Triệu Khắc Chí bị miễn chức, chúng ta thấy nó hợp lý về mặt logic. Thế lực phản Tập vẫn còn và đang hành động khiến Tập Cận Bình có cảm giác bất an. Vì vậy, sau khi kết thúc phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát hành công bố thông chi về cuộc bầu cử ở Đại hội 20, trong đó bao gồm việc phải tiến hành phủ quyết đối với người không có đủ tư cách chính trị. Không đủ tư cách chính trị là gì? Chính là những người không tuân theo chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình. Nói cách khác, những người bầu cho ông Tập Cận Bình ở Đại hội 20 đều phải ủng hộ ông Tập. Quy định này cho thấy cảm giác vô cùng bất an của Tập Cận Bình. Triệu Khắc Chí bị miễn chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an là cơn đại địa chấn đầu tiên sau phiên họp toàn thể lần thứ 6. Từ đây đến Đại hội 20, liệu Tập Cận Bình có đủ thời gian để dọn dẹp hổ lớn, mở đường cho việc tái đắc cử, hay sẽ giống như Ngũ Tử Tư năm xưa, Nhật Mộ Đồ Viễn, nghĩa là trời đã về chiều, đường vẫn còn xa. Chúng ta chỉ có thể chờ một thời gian nữa. Thưa quý vị, mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SnapChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.